Và bây giờ chúng ta dành tràng một tay cho các chàng trai và cô gái nóng bỏng đến từ phòng vật tư. Vâng quý vị thân mến, ngay sau tiết mục đầu tiên, hệ thống
nên tin nhắn của chúng tôi hiện nay đã bị tắt nghẽn. Vậy đó chứng tỏ rằng rất nhiều các bạn hâm mộ đến từ mọi miền trên tổ quốc và trên thế giới đang theo dõi chương trình của chúng ta. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ chờ sau một tiếng nữa thì hội đồng nghệ thuật sẽ đưa ra nhận xét và số điểm của mình. Vâng.